Xin chào tất cả các em học sinh khối 12. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục cùng các em ở bài số 3, tích phân. Bài học nằm ở trang 146. Bài tập thì nằm ở trang 152. Bài đầu tiên, bài số 10, không tìm nghiêng hàm, hãy tính các tích phân sau. Tích phân từ trừ 2 đến 4 của x chia 2 cộng 3 dx. Người ta yêu cầu là không tìm nghiêng hàm nhé. Còn tìm nghiêng hàm thì không nói làm gì hết nha. Tìm nghiêng hàm thì khá là dễ rồi. Rồi, tích phân từ trừ 2 đến 4 của x chia 2 cộng 3 có nghĩa là diện tích hình phẳng nha. Nó chính là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường nha. Thằng này nè là bằng nè diện tích của cái hình, đúng không? Diện tích của cái hình giới hạn bởi bốn đường. Bởi bốn đường đầu tiên là x bằng trừ 2 nè. Nha. Tiếp theo là x bằng 4. Tiếp theo là y bằng x chia 2 cộng 3. Và cuối cùng là vài chục hòn. Được chưa? Như vậy tích phân nó có một ứng dụng rất quan trọng là dùng để tính diện tích hình phẳng nha. Rồi bây giờ muốn tính được diện tích hình phẳng thì ta phải vẽ nó ra, đúng không? Ta phải vẽ được nó ra. Đây, thầy vẽ tay luôn nhé. O, X, Y. X bằng trừ 2, trừ 1, trừ 2. X bằng là một đường đứng như thế này. X bằng trừ 2. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là X bằng 4. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp theo là y bằng x chia 2 cộng 3. Đây là hàm số bậc nhất. Đồ thị của nó là một đường, đường thẳng. Và muốn vẽ được đường thẳng thì cần 2, 2 điểm rồi nối lại. X. Rồi y bằng x chia 2 cộng 3. Rồi x bằng 0 thì y bằng 3, đúng không? X bằng 0, y bằng 3. Rồi x bằng 2 chẳng hạn, x bằng 2 thì y bằng x bằng trừ 2 đi, ta lấy trừ 2 đi. X bằng trừ 2 thì y bằng 2. Rồi x bằng 0, y bằng 3. Ví dụ đây, đây, đây đi. X bằng 0, y bằng 3. X bằng trừ 2, y bằng 2. X bằng trừ 2, x bằng trừ 2, đây 3, y 2, đây. Rồi nối đường thẳng này lại. Đấy, nối lại. Vẽ hệ trục cao cao lên một tí. Được chưa? Thằng này chính là diện tích hình phẳng giới hạn bởi x bằng trừ 2 nè. X bằng 4 nè. Đây là y bằng nè. X chia 2 cộng 3, chục hòn cho cái phần này. Đúng chưa? Hình dung được không? Hình dung được không? Và bạn thấy không? Đây là diện tích của hình. Hình gì? Hình thang. Hình thang vuông. Được không? Diện tích hình thang vuông thì bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao chia 2. Đây. Vấn đề là chúng ta cần phải biết là những cái cạnh của nó. Chiều cao là dễ rồi nè. Chiều cao là bao nhiêu? Khúc này là về mặt độ dài là khúc này là 2 nhá, thêm khúc này 4 nữa là 6. Đúng không? Chiều cao là 6. Còn cái khúc này là mới tính rồi, x bằng trừ 2. X bằng trừ 2 thì thay vô y bằng 2. Khúc này là 2 nè.
khúc này là 2, khúc này là 6. Còn thêm cái đáy, đáy lớn nữa, đáy lớn là nhiêu nữa? Thì muốn biết đáy lớn là nhiêu thì mình cho x bằng, x bằng 4 là biết ngay. Đây, x bằng 4 thì thay vô tính được y bằng 5. Được không? Khúc này là 5 nữa. Như vậy s sẽ bằng nè, đáy lớn cộng đáy bé là 2 cộng với 5 nhân chiều cao là 6 chia cho 2. Được không? 2 cộng 5 là 7, 7 nhân 3 là 20, 21. Như vậy câu 10A xong. Anh dùng hình học, nhân dùng hình học thì nó sẽ ra kết quả là 20, 21. Công tin này thì sẽ bấm kết quả cho anh xem nè. Đây, ở trong máy tính có nút tích phân nè. Của hàm là của hàm phân số trước. Alpha x phần 4 xin lỗi, alpha x phần 2 cộng 3. Được chưa? Cộng là từ trừ 2 đến 4 bằng 21. Ok nha. Rồi xong. Câu tiếp theo sẽ là câu 10B. Đây câu B. Tích phân từ trừ 1 đến 2 của trị đô x và đi x, nó sẽ là bằng x đi ha. Nó sẽ giới hạn bởi bốn đường, một là x bằng trừ 1, 2 là x bằng 2 và 3 là y bằng trị đối của x nhá, y bằng trị đối của x. Rồi giờ chúng ta cần phải vẽ ra. Đây. O x y x bằng trừ 1, trừ 1 chỗ này đi. Trừ 1 x bằng trừ 1, x bằng 2. Đây, x bằng 2. Tiếp theo là y bằng trị đối của x. Y bằng trị đối của x, còn vẽ cái hàm này ra. Muốn vẽ được hàm trị thì mình phải phá trị ra. Y bằng trị đối của x bằng x nếu x lớn hơn bằng 0 và bằng trừ x nếu x nhỏ hơn không. Được không? Rồi muốn vẽ được thì mình cần phải lập bảng giá trị x y bằng x nhá. Lấy hai điểm mà x lớn bằng 0 nè, x bằng 0, x bằng 0 y bằng 0, x bằng 1 y bằng 1. X bằng 0 y bằng 0, x bằng 1 y bằng 1 đây. Ví dụ chỗ này đi. Đó. Và mình chỉ vẽ x lớn hơn hoặc bằng 0 thôi, x lớn hơn bằng 0. Đó, một đường. Đây chính là y bằng x. Rồi lát nó ghi luôn, y bằng trừ x lát ghi chung luôn. Rồi, tiếp theo đường còn lại là y bằng trừ x. X y bằng trừ x. X y bằng trừ x, lấy hai điểm x biến 0 nhé. Trừ 1 rồi trừ 2. Trừ 1 thì ra là 1, trừ 2 thì ra là 2 nè. X bằng trừ 1, y bằng 1 chỗ đây. X bằng trừ 2, y bằng mấy? Trừ 2 y bằng 2, nối lại. Vẽ x biến 0 thôi. Đó. Như vậy đồ thị hàm y bằng trị đối của x là hình dạng là chữ V. Đúng không? Hình dạng là chữ V. Thầy nhắc lại nha. Diện tích, xin lỗi, tích phân từ trừ 1 đến 2 trị đối của x dx chính là diện tích hình phẳng giới hạn bởi bốn đường y x bằng trừ 1 nè, x bằng 2 nè, y bằng trị đối của x nè và trục hoàn. Như vậy chúng ta sẽ có những cái phần giới hạn sau. Đây. Đúng chưa? Ok chưa? Như vậy nó sẽ gồm hai tam giác, và mỗi tam giác này là một tam giác vuông, đúng không? Diện tích tam giác vuông thì bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông thôi. S bằng 1/2 nè. Khúc này là 1 nè. Khúc này là 1 luôn, cộng với 1/2
khúc này là 2, khúc này là 2, được chưa? Bằng 1 phần 2 cộng với 2 là bằng, kết quả là bằng 5 phần 2. Như vậy tích phân từ trừ 1 đến 2 trị đối của x đi x thì bằng 5 phần 2. Sẽ test làm máy tính nha. Tích phân của shift 2 trừ 1 đến 2 bằng 2. Nếu mà kết quả không giống nhau thì có vấn đề ở đâu đó, đúng không? Đấy, 2,5, 2,5 chính là 5 phần 2, ok chưa? Rồi, câu tiếp theo là câu C. Tại vì đề yêu cầu là không tìm nguyên hàm nhé. Không tìm nguyên hàm. Câu C. Tích phân từ trừ 3 đến 3 của căn 9 trừ x bình và dx. Rồi, vấn đề khó khăn nhất. Vấn đề khó khăn nhất đó là y bằng căn của 9 trừ x bình thì viết sao, đúng không? Rồi, y nè bằng căn 9 trừ x bình. Tất nhiên là y nó phải sao rồi? Dương, đúng không? Rồi, y nó phải, thôi thầy giải tương đương đây, tương đương. Giống như giải phương trình gì đó, tương đương. Y này lớn hơn hoặc bằng 0, sau đó bình phương hai vế nhá, bình phương hai vế là y sẽ bằng là 9 trừ x bình. Đúng chưa? Tương đương y lớn bằng 0, x bình cộng y bình bằng 9. Và bạn nhận dạng ra đây là phương trình gì chưa? Đây chính là phương trình đường tròn, đúng không? Tâm là 0,0, bán kính là 3. X bình cộng y bình bằng 9. Rồi dễ đầu vẽ nha, vẽ. O, x, y. Vẽ đường tròn trước, tâm 0,0 nè. Bán kính là 3. 1, 2, 3. Trừ 1, trừ 2, trừ 3 chẳng hạn. 1, 2, 3. Trên đây. Tại vì mình chỉ vẽ cái phần y dương thôi, đúng không? Y lớn hơn bằng 0 nè. Mình chỉ vẽ phần phía trên thôi. Đấy. Đây chính là đồ thị của y bằng căn bậc 2 của 9 trừ x bình. Hình dung được chưa? Đây. Y bằng căn bậc 2 của 9 trừ x bình. Tiếp theo là x bằng trừ 3. X bằng trừ 3. Đây, x bằng trừ 3 nổi lên. Tiếp theo là x bằng 3. X bằng 3 nổi lên. Thêm nữa là trục hoàn. Đúng không? Thêm nữa là trục hoàn. Đây, như vậy diện tích hình phẳng là chính là cái phần này. Như vậy khá dễ dàng, diện tích hình phẳng chính là nửa đường tròn rồi. Đúng không? Diện tích đường tròn thì bằng S bằng B. R bình là diện tích đường tròn, nhưng mà nửa thì phải chia cho 2 bằng B nè. Nhân với vậy B nhân với R là 3 bình lên là 9 bằng 9B chia 2. Rồi, không tin thì mình sẽ bấm máy lại nha. Bấm máy lại. Tích phân từ trừ 3 đến 3 căn bậc 2 9 trừ alpha x bình, nhớ là để radian nhé, máy tính để radian, bằng, chờ một chút, chờ một chút nha.
vẫn chưa ra. Chắc là cái hàm này nó hơi phức tạp cho nên máy tính chạy hơi lâu một tí. Rồi cứ để nó chạy đi nha, cứ để nó chạy, mình sang bài tiếp theo, lát nữa thầy đưa lại kết quả cho. Rồi à, nó ra rồi nè, nó ra là 9b chia 2, thấy chưa, 9b chia 2. Ok, rồi câu tiếp theo thầy còn giúp các bạn là câu 11. Câu 11 là dùng tính chất á. Câu 11 nó cho như sau: tích phân từ 1 đến 2 fxdx trừ 4, tích phân từ 1 đến 5 của fxdx bằng 6, tích phân từ 1 đến 5 của gx dx thì bằng 8. Hãy tính. Câu A: tích phân từ 2 đến 5 của fx dx. Rồi bây giờ làm sao, làm sao đây, thì chúng ta cần phải biết một số tính chất của tích phân nha. Một số tính chất tích phân là bạn cần biết ba tính chất quan trọng sau là được. Số 1 nè: tích phân từ A đến B của fx dx cộng từ B đến C nối đuôi á của fx dx. Chứng minh mấy này rất dễ dàng nha, bằng tích phân từ A đến C của fx dx, được chưa? Tiếp theo là đổi cận này, đổi ngược lại nè. Số 2: tích phân từ A đến B của fx dx thì nó sẽ bằng là trừ tích phân từ B đến A của fx dx. Và số 3 là tích phân nó không phụ thuộc vào biến đâu, tích phân từ A đến B của fx dx thì nó cũng bằng với tích phân từ A đến B của ft dt. Thay chữ x với chữ t thoải mái, bằng với tích phân từ A đến B của fz dz luôn nha, fad bằng nhau hết. Rồi bây giờ quan sát nhé, ở đây là có từ 2 đến 5. Ở đây là quan sát là 1 đến 2 nè, rồi 2 đến 5 nè, rồi 1 đến 5. Như vậy thầy sẽ dùng tính chất của nó thôi. Ta có nè: tích phân từ 1 đến 2 của fx dx cộng với tích phân từ 2 đến 3, xin lỗi 2 đến 5 của fx dx bằng tích phân từ 1 đến 5 của fx dx. Rồi thay số vô tương đương tích phân từ 1 đến 2 của fx dx thì bằng trừ 4 cộng tích phân từ 2 đến 5 của fx dx bằng gì, bằng tích phân từ 1 đến 5 là bằng 6 này, được chưa? Như vậy thầy sẽ tương đương là tích phân từ 2 đến 5 của fx dx thì bằng 10, hiểu chưa? Rồi ta sang câu B nhé, ta sang câu B. Tích phân từ 1 đến 2 của 3 fx dx. Câu B: 3 fx dx. Rồi ta biết rồi, số 3 này có thể làm gì? Có thể bỏ ra ngoài đúng không? Bằng 3 nè. Tích phân từ 1 đến 2 của fx dx. Thay vô 3. Tích phân từ 1 đến 2 của fx dx thì bằng trừ 4. 3 nhân với trừ 4 là ra trừ 10, 12. Hình dung được không? Rồi ok nha. Rồi tiếp theo là câu C: tích phân từ 1 đến 5. Đây câu C đây: tích phân từ 1 đến 5 của fx trừ gx và dx. Rồi tích phân của gì? Tích phân của hiệu. Tích phân của hiệu thì bằng hiệu hai tích phân đúng không? 1 đến 5 của fx
dx trừ cho tích phân từ 1 đến 5 của gx dx. Tích phân từ 1 đến 5 của fx dx thì là bằng 6 nè. Từ 1 đến 5 của gx dx thì bằng 8 nè. 6 trừ 8 ra trừ. Trừ 2. Ok nha. Rồi bài 11 câu cuối cùng là câu D. Tích phân từ 1 đến 5 4fx trừ gx và dx. Rồi tích phân của gì? Tổng hiệu bằng tổng hiệu cái tích phân. Còn số 4 nhân với fx thì có thể bỏ số 4 ra ngoài. Tách 4 ra nè. 1 đến 5 của fx dx nè trừ 1 đến 5 của gx d. Rồi thay vào 4. Tích phân từ 1 đến 5 của fx dx người ta cho rồi là bằng 6 nè. Trừ tích phân từ 1 đến 5 của gx dx bằng 8 nè. 4 nhân 6 là 24, 24 trừ cho 8 là 10, 16. Rồi câu tiếp theo nha. Là bài 12. Đó, bạn quan sát bài 12 đi. Rồi, bài 12 thì làm sao đây? Câu 12. Nhớ là tích phân thì nó không phụ thuộc vào biến nha. Fz nó phụ thuộc vào hàm thôi. F giống nhau nè. Ở đây có từ 0 đến 3, từ 0 đến 4, từ 3 đến 4. Như vậy mình sẽ xài tính chất thôi đúng không? Tích phân từ 0 đến 4 này của fx dx bằng 0 đến 4 fx dx bằng tích phân từ 0 đến 3. Đúng chưa? 0 đến 3. Của gì? Fz đi. Fz đi z. Cộng với là tích phân từ 3 đến 4 của ft đi. Dt. Nha, tích phân nó không phụ thuộc vào biến, chỉ phụ thuộc vào hàm thôi. Rồi thay vô. Tích phân từ 0 đến 4 của fx đi thì bằng 7 nè. Tích phân từ 0 đến 3 của fz dz thì bằng mấy? 0 đến 3 của fz dz thì bằng 3. Cộng với tích phân từ 3 đến 4 của ft dt. Như mà thầy có thể rút ra nè, tích phân từ 3 đến 4 của ft dt 7 trừ 3 là bằng 4. Như vậy xong bài 12. Tiếp tục, ta đến câu 13. Chứng minh rằng nếu fx lớn hơn hoặc bằng 0 trên đoạn AB thì tích phân từ A đến B của fx dx lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi câu 13. Rồi ta cứ làm bình thường nữa nha, ta cứ làm bình thường nữa. Tích phân từ A đến B của fx dx thì nó sẽ bằng là nguyên hàm đúng không? Fx lớn cộng từ A đến B bằng f b trừ f f a đúng không, bằng f b trừ cho f a. Rồi vấn đề của chúng ta chỉ cần là chỉ ra được là f b lớn hơn hoặc bằng f a là được đúng không, chỉ cần chỉ ra thằng này lớn bằng không là được. Rồi để làm được điều đó thì ta có thể dùng kiến thức của chương số 1, chương hàm số, đây là x nha. Tiếp theo là fx nè. Theo f lớn
Được chưa? Bình thường chung số 1 mình sẽ điền là gì? Đầu tiên x nè, rồi tới đạo hàm, rồi tới hàm chính, đúng không? Vì f lớn đạo hàm thì ra hàm f nhỏ, đúng chưa? Đây là mình chỉ xét trên đoạn AB thôi. Trên đoạn AB á thì f nhỏ luôn lớn hơn bằng 0. Đúng không? Luôn lớn hơn bằng 0 thì ở đây có thể điền là dấu dấu cộng chẳng hạn. Được không? Được chưa? Rồi. Dấu cộng thì cái thằng f lớn này nó sẽ đi lên. Đúng chưa? Đi lên, thằng này là f của A và thằng này là f của B. Như vậy vừa bạn biến thiên thì các bạn có thể thấy là fb sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng fa. Đúng không? Lớn hơn fa nha. Nó bằng khi thằng này bằng nè. Rồi, lớn hơn bằng. Ok chưa? Vì hàm fx là hàm đồng biến. Rồi xong nha. Tiếp tục ta đến câu B. Câu B là nếu fx lớn hơn hoặc bằng gx trên đoạn AB thì. Rồi, chứng minh cái điều này. Giờ biến đổi cái thằng này một chút nữa nha. Giờ giả sử đây, giả sử tích phân đang chứng minh nè, tích phân từ A đến B của fx dx lớn hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B của gx đi dx tương đương chuyển quan bên nha. A đến B của fx dx trừ tích phân từ A đến B của gx đi dx bằng, xin lỗi, lớn bằng 0 nè, tích phân từ A đến B của fx trừ cho gx và d, dx lớn bằng 0, đúng không? Để cho đơn giản thầy sẽ đặt hx là fx trừ gx nhé. Đặt hx là bằng fx trừ cho gx. Và mình có giải thuyết là gì rồi? Fx luôn lớn hơn hoặc bằng gx. Có nghĩa là hx này luôn lớn hơn hoặc bằng. Lớn bằng 0. Đúng không? Đúng không? Hx mà lớn hơn hoặc bằng 0 trên đoạn AB nè, thì tích phân từ A đến B của hx dx sẽ lớn bằng 0. Đúng không? Hx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc AB. Thầy sẽ suy ra được là tích phân, xin lỗi, suy ra tích phân từ A đến B của hx đi dx sẽ luôn lớn bằng 0. Đúng chưa? Vậy đây là chính là chứng minh ở câu, chứng minh câu A nè. Hình dung được không? Hình dung được không? Và tích phân từ A đến B của hx dx lớn bằng 0. Hx dx chính là thằng này, đúng chưa? Thì khi đó có thể tương đương là tích phân từ A đến B của hx thì thay bằng gì? Fx trừ gx dx lớn bằng. Đây chính là điều phải chứng. Hình dung được chưa? Ok nha. Rồi câu tiếp theo. Rồi bài 13. 13 xong. Bây giờ ta đến bài 10. 14. Nói chung là những cái này có nhiều cách chứng minh nhé. Nhưng mà dùng cách của học, của cái chương số 1 cho nó dễ hiểu một chút ha. Cái vấn đề của nó chỉ là dấu bằng thôi. Thì f bằng 0 thì tích phân này bằng 0 thôi. Khỏi xét dấu bằng cũng được. Còn làm kỹ hơn thì xét hai trường hợp, một trường hợp là fx lớn hơn 0, trường hợp nữa là fx bằng 0 nha. Sơ sơ ý tưởng như vậy là được. Rồi đến câu 14. Đề như sau. Một vật chuyển động với vận tốc vt, tính quãng đường hoặc di chuyển từ thời điểm t bằng 0 đến thời điểm t bằng pi chia 4, xin lỗi, t bằng 3 pi chia 4. Rồi, khá là dễ thôi.
ta còn biết một số tính chất nè. Quãng đường đạo hàm thì sẽ ra bằng vận tốc nhé. Xin lỗi, quãng đường đạo hàm thì sẽ ra vận tốc. Biến là thời gian á, vận tốc đạo hàm thì sẽ ra gia tốc nha. Nguyên hàm của gia tốc là vận tốc. Nguyên hàm của vận tốc là quãng đường. Còn biết bốn cái này là xong. Bây giờ chúng ta còn tính quãng đường nè. Quãng đường chính là bằng nguyên hàm của quãng đường bằng nguyên hàm của vận tốc. À, 0 đến 3 pi chia 4. 0 đến 3 pi chia 4. Được không? 0 đến 3 pi chia 4, cái hàm của mình là hàm vận tốc là hàm VTD. BT. Được chưa? Quãng đường là bằng nguyên hàm của vận tốc. Bỏ cận vô thôi. Rồi bây giờ thay vô rồi bấm máy tính thôi nha, không cần tính tay đâu. Bằng 0 đến 3 pi chia 4. 1 trừ 2 sin 2t. 1 trừ 2 sin 2t dt. Biến là biến thời gian á. Rồi chỉ cần bấm máy sắp xỉ bao nhiêu đó là được. Tính cũng được nhưng mà không cần thiết lắm. Nhớ là máy tính phải để chế độ là radian nha. Máy tính phải để chế độ radian. Rồi bấm thôi. Tích phân của 1 trừ 2 sin 2 alpha x cộng từ 0 đến 3 sin pi chia 4. Rồi chờ kết quả là xong. À, sắp xỉ 1,356. Đơn vị của quãng đường trong tình huống này là mét. Rồi xong nhé. Tiếp theo là câu B. Câu B nó cho tóm tắt đề như thế này: một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc VT bằng 160 trừ cho 10 t, nó cho hàm mét trên giây. Rồi ok nha. Rồi tiếp tục. Quãng đường mà vật di chuyển từ thời điểm t bằng 0 đến thời điểm t dừng lại. T bằng 0 đến khi t bằng mấy đó mà vật dừng lại. Được chưa? Một giả thuyết quan trọng là vật dừng lại. Rồi khi vật dừng lại thì vận tốc bằng mấy? Vật dừng lại có nghĩa là vật không chuyển động nữa, đúng không? Vật dừng lại nè, vật mà dừng lại là vật không chuyển động, đúng không? Vật không chuyển động thì suy ra vận tốc sẽ bằng 0, đúng chưa? Vận tốc bằng 0 thì sẽ suy ra được là 160 trừ 10 t bằng 0 tương đương t bằng nhiêu? 16. Rồi tính quãng đường, tích phân từ thời điểm t bằng 0 nè đến thời điểm t bằng 16 nè của hàm vận tốc là 160 trừ 10 t dt. Rồi không cần thiết tính tay đâu nha, bấm máy đi. Tích phân từ 0 đến 16, 160 trừ 10 alpha x bằng 1,280. Đơn vị là mét. Rồi xong, tới đến câu số 10, 15. Rồi câu 15. Nghe thầy tóm tắt đề nhé. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m trên giây. Đúng không? Chuyển động với vận tốc 10 m trên giây có nghĩa là vận tốc ban đầu á là V0 đi, đặt nó là V0 là 10 m trên giây. Rồi, phải một cái.
tăng tốc với giây tốc AT. AT thì bằng 3T cộng T bình mét trên giây bình. Tính quãng đường trong khoảng vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Rồi xong rồi tính quãng đường. Muốn tính được quãng đường thì phải có gì? Muốn tính được quãng đường thì bắt buộc phải có là phải có gì đây? Vận tốc đúng không? Mà người ta cho mình giây tốc thì tìm mối quan hệ của giây tốc và vận tốc. Thì VT nè. VT thì bằng nguyên hàm của A ATD. VT bằng nguyên hàm của 3T cộng T bình DT bằng nguyên hàm của 3T là 3T bình chia 2, đúng chưa? Nguyên hàm của T bình là T mũ 3 chia 3 và cộng thêm cho C nữa. Vấn đề là C bằng mấy, hiểu không? Vấn đề là C bằng mấy. Ổn không? Rồi làm sao biết được C bằng mấy? Nó kêu là một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m trên giây. Nha, có nghĩa là đầu tiên là T bằng 0 nè, tính thời điểm đầu tiên là T bằng 0 nè. Rồi V sẽ bằng 10. Đúng chưa? Suy ra V bằng 0, xin lỗi V bằng 10 nhé, 10 bằng 3 nhân 0 bình chia 2 cộng 0 mũ 3 chia 3 cộng với C. Hai nó khác tương đương là C bằng 10. Được chưa? Hay nếu có khác, cái hàm vận tốc của mình sẽ là 3T bình chia 2 cộng T mũ 3 chia 3 cộng 10. Và người ta yêu cầu tính quãng đường trong khoảng thời gian 10 giây. Bắt đầu tính từ lúc bắt đầu tăng tốc. S sẽ bằng 10 giây nè, tính từ giây đến 0 nhân thứ 10 nè. Hàm vận tốc của mình là 3T bình chia 2 cộng với T mũ 3 chia 3 cộng với 10 D PT. Rồi bấm máy tính là xong. Tự bấm nhé. 0 đến 10 3 pha x bình chia 2 cộng alpha x mũ 3 chia 3 cộng 10 4300 phần 3 quãng đường đó 15 mét. Rồi xong. Rồi câu cuối cùng của ngày hôm nay là câu 16. Rồi câu 16 đang nói gì đây? Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 25 m trên giây. V0 bằng 25 m trên giây. Bắn lên theo phương thẳng đứng nhé. Bắn thẳng lên. Giây tốc trọng trường G bằng 9,8 m trên giây bình. Sau bao lâu viên đạn đạt độ cao lớn nhất? Rồi có dây tóc rồi có gì nữa? Có vận tốc ban đầu thì mình sẽ tính được vận tốc đúng không? V thì sẽ bằng V0 cộng với AT, đúng chưa? Công thức V bằng V0 cộng AT ráp vô V0 là 25 nè, được không? Viên đạn đang được bắn lên đúng không? Viên đạn đang được bắn lên chiều dư hướng lên, mà dây tóc trọng trường thì nó lại hướng xuống. Cho nên cái G này nó sẽ âm, cái A này nó sẽ âm. Hình dung được không? Viên đạn nó bắn lên mà chiều dư hướng lên nè, còn hướng xuống sẽ là chiều âm. Cho nên cái dây tóc của mình sẽ là trừ 9,8 nhé. Ok chưa? Hàm vận tốc sẽ là 25 trừ 9,8T. Câu A.
Sau bao lâu viên đạn đạt độ cao lớn nhất? Rồi, viên đạn đạt độ cao lớn nhất khi nào? Khi vận tốc bằng mấy? Viên đạn đạt độ cao lớn nhất suy ra vận tốc bằng mấy? Bằng không, đúng không? Đúng không? Độ cao lớn nhất là lúc đó là viên đạn dừng lại rồi, vận tốc bằng không. Vận tốc bằng không thì suy ra 25 trừ 9,8 t bằng không, tương đương t sẽ bằng 25 chia chấm 9.8 2.55. Vậy con số cũng được 125/49. Được chưa? Có nghĩa là sau 125/49 giây thì viên đạn sẽ ở độ cao lớn nhất. Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất. Bắn lên, bắn thẳng đứng lên nha. Bắn thẳng đứng lên đây, chiều cao mát, sau đó nó rơi xuống lại. Như vậy mình chỉ việc tính quãng đường sao thôi. Bắn lên thôi, sau đó nhân 2 thì sẽ ra được quãng đường xuống. Đi lên với đi xuống bằng nhau là thấy không? Rồi, câu B. S bằng 2 lần. 2 lần nhé, tích phân từ 0 giây đến trên này sẽ là 125/49 của cái hàm vận tốc là 25 trừ 9,8 t. Nè, chia số 2 lại là quãng đường lúc đi á. Nhưng mà quãng đường lúc đi là bằng quãng đường lúc về, cho nên mình phải nhân 2. DT, bấm máy tính là xong. 2 nhân tích phân từ 0 đến 125 125/49 25 trừ 9.8 ampere bằng quãng đường của chúng ta sẽ là 3125/49. À, đúng rồi. 3125/49 đơn vị là mét. Ok chưa? Như vậy tích phân có khá nhiều ứng dụng ha. Và hôm nay chúng ta biết được hai ứng dụng của nó là dùng để tính diện tích hình phẳng nha, diện tích hình phẳng. Và tiếp theo là dùng để tính quãng đường, vận tốc và thời gian. Ngoài ra còn khá nhiều ứng dụng nữa. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Đó là bài gì đây? 1 số phương pháp tính tích phân. Bài tập nằm ở trang bài học nằm ở trang 158. Rồi xin chào tất cả các bạn. Đây bài 4, 1 số phương pháp tính tích phân.